Đây là cá mú. À, rất là đẹp luôn. Cá mú kích thước có thể rất khổng lồ và màu sắc rất là đẹp. Xin chào bạn Tu Hài. Wow, bạn ấy rất là dài luôn. Và đây là gì? Các bạn sò khổng lồ luôn này. To chưa biết này. Con này chắc hai con cực. Không, con này hơn cân này. Con đấy kìa, con này hơn cân. Gì đấy? Loại này chắc là... Cái này thì mấy con, cái này thì 2 con, 3 con. Đây là bạn tôm hùm khổng lồ đây. Đấy, sao ấy? Bơi qua là ra xem hàm răng của nó nào. Thực sự nhìn hàm răng là bé con này để tao có tiêm hàm.